Mình bắt đầu được chưa nhỉ? Dạ được ạ. Dạ xin mời Vâng. thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Quốc Minh trình bày bài chiến lược 2X trong thanh toán bệnh lao tại Việt Nam ạ. Xin mời thầy ạ. Vâng, xin chào các anh chị. Trước hết tôi xin giới thiệu, tôi là bác sĩ Minh, công tác ở chương trình chống lao quốc gia thì trên 10 năm rồi, và tôi cũng có một cái thời gian là trên 10 năm làm việc tại cơ sở. Thì hôm nay rất vinh dự được trình bày cái bài đầu tiên là chiến lược 2X trong thanh toán bệnh lao tại Việt Nam. Và qua cái bài này thì chúng ta cũng hiểu được cái vai trò của cái X quang cũng như là chẩn đoán hình ảnh trong cái chiến lược chống lao của Việt Nam. Chứ về phần trình bày thì tôi cũng nhắc qua một số. Thứ nhất là 2X là gì? 2X là một cái chiến lược sàng lọc để chẩn đoán bệnh lao dựa trên hai kỹ thuật. Thứ nhất là X quang. Kỹ thuật X quang thì chúng ta đã có từ lâu rồi và chúng ta sử dụng để sàng lọc. Bởi vì sao chúng ta sử dụng X quang để sàng lọc? Bởi vì X quang nó có độ nhạy rất cao. Có thể nói là những người có bệnh đường hô hấp thì bệnh phổi thì phần lớn là truy chụp X quang thì đều có những cái bất thường, tức là có một cái độ nhạy rất cao. Và cái kỹ thuật thứ hai đó là cái kỹ thuật để chẩn đoán bệnh lao mới hiện nay, đó là cái kỹ thuật sinh học phân tử expert để giúp cho cái khẳng định chẩn đoán bệnh lao. Mà khi mà chụp X quang có bất thường thì chúng ta sẽ tiến hành là khẳng định cái trường hợp ấy có phải là lao hay không dựa vào cái kỹ thuật sinh học phân tử mới. Đó là kỹ thuật expert để chúng ta khẳng định chẩn đoán cái bệnh lao đó. Đấy là gọi là chiến lược 2X, chúng ta áp dụng đồng bộ hai cái kỹ thuật này để giúp cho cái sàng lọc và chẩn đoán bệnh lao. Và hiện nay thì cái kỹ thuật 2X này, cái chiến lược 2X này đã được áp dụng trong cái chiến dịch mà chúng ta phát hiện chủ động bệnh lao tại cộng đồng. Tức là chúng ta sử dụng cái đưa cái máy X quang đồng thời cái xét nghiệm 2X để chúng ta xét nghiệm expert để chúng ta tiến hành chúng ta sàng lọc bệnh lao tại cộng đồng cho những cái đối tượng nguy cơ cũng như là cái đặc biệt là những cái đối tượng mà tiếp xúc với nguồn lây. Và cái ứng dụng thứ hai là chúng ta tiến hành là chúng ta sàng lọc phát hiện chủ động tích cực ở các cơ sở y tế, tức là ở những cái cơ sở y tế, đặc biệt là những cơ sở y tế công tư ngoài chương trình chống lao. Đấy, thì chúng ta cũng áp dụng cái kỹ thuật AX, cái chiến lược AX này để chúng ta phát hiện một cách tích cực. Đấy, trong cái thực hành khám chữa bệnh hàng ngày. Đấy, cố gắng là chúng ta sẽ đưa vào cái thực hành khám chữa bệnh hàng ngày. Cho sang lại tiếp đi. Cái phần đầu tiên chúng tôi cũng muốn nhắc qua lại cái tình hình bệnh lao tại Việt Nam. Thì như các anh chị đã biết thì Việt Nam là trong 11 trong 30 nước mà có gánh nặng bệnh lao cao nhất trên toàn cầu, tức là trên thế giới thì có người ta thống kê ra 30 nước có cái gánh nặng bệnh lao cao nhất thì Việt Nam được xếp thứ 11 như về lao cũng như là kháng thuốc về cái gánh nặng bệnh lao. Như vậy có thể nói là tình hình dịch tễ bệnh lao ở Việt Nam thì vẫn ở cái mức độ là rất là nặng nề. Xin tiếp ạ. Nhìn vậy trên cái slide thì các anh chị thấy rằng là cái tình hình bệnh lao của nước ta thì chúng ta ở cái mức độ như thế nào. Qua cái điều tra dịch tễ cũng như là cái đánh giá của tổ chức ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới về tình hình bệnh lao tại Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là chúng ta vẫn ở mức độ rất cao. Hàng năm chúng ta phát hiện được khoảng ước tính thì chúng ta có khoảng 172 đến 182.000 bệnh nhân. Đấy. Thế nhưng mà thực tế chúng ta mới chỉ phát hiện được trên dưới 100.000 bệnh nhân thôi. Những năm mà cao thì chúng ta cũng chỉ phát hiện được khoảng 100-110.000 bệnh nhân. Như vậy so với ước tính thì chúng ta chỉ phát hiện được khoảng 57 cho đến 58% thôi. Như vậy có khoảng 43% bệnh nhân lao vẫn nằm ở ngoài cộng đồng, có thể được điều trị hoặc là chưa được điều trị. Đấy. Có thể được điều trị bởi mà nhưng mà chưa được ghi nhận vào trong cái hệ thống chống lao hoặc là chưa được điều trị. Như vậy là cái gì ạ? Cái tỷ lệ phát hiện ở bệnh nhân lao ở Việt Nam vẫn còn ở mức thấp. Tiếp này. Đây thì các anh chị thấy rằng là chúng ta phát hiện được ở cái mức độ là đây là cái báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới thì chúng ta mới phát hiện được ở mức độ là 57%. Lấy nguồn số liệu và số liệu năm 2008 là chúng ta mới phát hiện được 57% thôi. Như vậy là gì ạ? Cái nhiệm vụ phát hiện bệnh lao là một cái nhiệm vụ rất quan trọng trong chương trình chống lao quốc gia. Tiếp. Cái tỷ lệ phát hiện của chúng ta còn rất thấp.
thì chúng ta như vậy cái chiến lược chống lao của chúng ta là gì? Chiến lược chống lao của chúng ta là chúng ta phải phát hiện sớm và phát hiện tất cả các thể lạnh lao có thể ca bệnh lao để tiến tới thanh toán bệnh lao tại Việt Nam. Đấy. Như vậy chúng ta mới chỉ phát hiện được 57% thôi. Như vậy là cái yêu cầu mới của cha để tiến tới thanh toán bệnh lao thì chúng ta phải phát hiện sớm và phát hiện tất cả các thể ca bệnh lao. Đây là một cái yêu cầu rất là quan trọng cũng như là rất nặng nề. Các anh chị nhìn vào đây cái sơ đồ này thì các anh chị thấy rằng là chúng ta chống lao là như thế nào và chúng ta tại sao chúng ta cái chiến lược kết thúc bệnh lao cũng như là thanh toán bệnh lao ở Việt Nam thì chúng ta cần phải làm những cái gì. Nhìn vào các anh chị thấy biết rằng cái chu kỳ lây bệnh của bệnh lao thì nó từ xuất phát từ bệnh nhân lao, đặc biệt là nguồn lây, nó sẽ làm lây cho những người khỏe mạnh. Khi những người khỏe mạnh này tiếp xúc với nguồn lây thì sẽ trở thành nhiễm lao, và từ nhiễm lao nếu gặp điều kiện thuận lợi đấy, hoặc cả những yếu tố nguy cơ thì sẽ trở thành bệnh lao. Và như vậy thì chúng ta chiến lược kết thúc bệnh lao hay gọi là chống lao của chúng ta thì chúng ta tác động vào những yếu tố, những cái khâu nào? Thứ nhất là cái khâu là chúng ta cắt đứt cái nguồn lây đi. Để cắt đứt được nguồn lây thì chúng ta phải làm sao ạ? Chúng ta phải phát hiện và điều trị khỏi cho tất cả những ca bệnh lao. Thì hiện nay chúng ta mới phát hiện được 57% thôi. Như vậy chúng ta phải phấn đấu là phát hiện được nhiều nhất số ca bệnh lao hiện có. Đấy. Như vậy chúng ta 57% chúng ta phấn đấu lên đến 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 80, 90 và 100%. Tức là phải cắt đứt được cái nguồn lây đi bạn. Cái lây bệnh đi. Bởi vì lao là một cái bệnh lây nhiễm. Thế nên chúng ta phải cắt đứt nguồn lây. Cái thứ hai là chúng ta tác động vào cái gì ạ? Chưa. Cái thứ hai là chúng ta tác động vào cái khâu là cái gì ạ? Làm sao mà coi là nếu mà người đã nhiễm lao rồi, đã tiếp xúc nguồn lây và đã nhiễm lao rồi thì chúng ta làm sao là cắt đứt cái từ nhiễm lao sang bệnh lao. Cái cắt đứt từ nhiễm lao sang bệnh lao thì chúng ta làm cái gì? Thứ nhất là chúng ta sử dụng vaccine. Thế thì hiện nay thì chúng ta mới có là đang sử dụng cái vaccine BCG thôi. Nhưng mà sắp tới sẽ còn rất nhiều những cái loại vaccine mà đang được nghiên cứu. Đấy là chúng ta cắt đứt cái từ nhiễm từ cái về sang bệnh lao nhiễm. Và cái tác động thứ hai là chúng ta tác động vào cái điều trị dự phòng, tức là chúng ta điều trị lao tiềm ẩn đấy. Tức là cái người mà có nguy cơ nhiễm lao mà có nguy cơ cao để mắc bệnh lao thì chúng ta sẽ dùng cái liệu pháp điều trị dự phòng, tức là điều trị lao tiềm ẩn. Đấy, tức là có cái nhìn vào đây thì các anh chị thấy thấy là chúng ta cần phải phải tác động vào cái gì trong cái chiến lược phòng chống lao cũng như là chống lao và để mà thanh toán bệnh lao tại Việt Nam. Tiếp theo. Và các anh chị đấy để mà kết thúc được bệnh lao thì có 3 yếu tố mà chúng tôi đưa ra ở trên cái slide này. Thứ nhất là chúng ta cắt đứt nguồn lây trong cộng đồng bằng cách phát hiện và điều trị hết tất cả các ca bệnh lao. Thế hiện nay chúng ta mới phát hiện được 57% thì chúng ta sẽ cố gắng là phải tăng cường cái khâu phát hiện và điều trị khỏi cho tất cả những cái trường hợp lao được phát hiện. Đấy là cái khâu thứ nhất mà chúng ta để thanh toán bệnh lao. Cái khâu thứ hai là chúng ta cắt đứt từ nhiễm lao sang bệnh lao đấy, bằng chẩn đoán và điều trị lao tiềm ẩn. Đấy là chúng ta điều trị dự phòng bệnh lao hay còn gọi là điều trị lao tiềm ẩn. Chúng ta tiêm phòng vaccine BCG. Đấy, hiện nay mới có vaccine BCG. Và còn một cái yếu tố thứ ba cũng rất quan trọng mà chúng tôi cũng muốn đưa vào đây, thế nhưng mà hiện nay thì cũng chưa được quan tâm lắm, nhưng mà chúng tôi muốn đưa vào đây đó là cái vấn đề chúng ta nâng cao sức đề kháng một cách không đặc hiệu đấy, cho người dân đấy. Thì khi mà chúng ta làm được cái này thì nó sẽ tác động, nó giảm giảm cả nguồn lây cũng như là từ nhiễm lao sang bệnh lao thông qua cái nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc. Đấy, cái này thì các anh chị đã thấy rằng là cái này nó rất quan trọng. Bởi vì sao ạ? Bởi vì các anh chị nhìn thấy thấy rằng ở những cái nước mà giàu ấy thì cái tỷ lệ bệnh lao nó rất thấp, tức là cái mức sống và cái điều kiện làm việc người ta tốt đấy, thì cái tình hình bệnh lao nó rất là thấp. Đấy, nó thể hiện ở cái việc đó. Và chúng tôi cũng nêu lên ở đây là chúng ta cần phải nghiên cứu và tìm ra những cái thuốc nâng cao sức đề kháng một cách không đặc hiệu bằng các cái thảo dược. Thì cái này thì có thể là vai trò của ngành y tế rất quan trọng, và đặc biệt những cái nước mà phương Đông như ở Việt Nam
thì cái này chúng ta cần phải nghiên cứu và chúng ta đưa ra được những cái thuốc mà nâng cao sức đề kháng một cách không đặc hiệu thì nó có thể phòng được các bệnh nhiễm trùng nói chung và trong đó có bệnh gan. Thì chúng tôi nghĩ rằng là trong tương lai thì cái này là một cái mà nghiên cứu rất quan trọng để chúng ta có thể áp dụng. Và cái vấn đề thứ ba là chúng ta làm sao để có một cái cân bằng dinh dưỡng một cách hợp lý, thì đây là một cái mà rất quan trọng để nâng cao cái sức đề kháng nói chung của người dân để mà kết thúc được bệnh lao. Như vậy kết thúc bệnh lao được hay không thì chúng ta có ba cái cần tác động: một là cắt đứt nguồn lây, cắt đứt từ nhiễm lao sang bệnh lao, và một cái nâng cao sức đề kháng không đặc hiệu. Xin tiếp ạ. Slide tiếp. Để mà thanh toán bệnh lao cũng như là kết thúc bệnh lao tại Việt Nam thì chương trình chống lao quốc gia chúng ta cần phải làm cái gì? Nếu chúng ta vẫn với cái tư duy cũ là chúng ta vẫn làm việc như cũ thì chúng ta không thể thanh toán được bệnh lao. Bởi vậy chương trình chống lao thế giới cũng như là chương trình chống lao quốc gia tại Việt Nam cũng đưa ra để mà thanh toán được bệnh lao thì chúng ta cần phải có những cái sự đổi mới. Đấy, cái đổi mới như cái gì? Thứ nhất là đổi mới về tư duy, cái thứ hai là đổi mới về công nghệ. Đấy, công nghệ trong cái việc chẩn đoán, và cái thứ ba là tiếp cận trong việc chẩn đoán và điều trị. Đấy là có cái ba cái yếu tố cần phải đổi mới để chúng ta thì chúng ta mới có thể tiếp cận, chúng ta thanh toán được bệnh lao. Xin tiếp. Thế thì đổi mới tư duy thì chúng ta phải cần làm những cái gì? Thứ nhất là chúng ta phải có tư duy từ ngăn chặn sang cái tư duy là thanh toán bệnh lao. Thế khi mà chương trình chống lao quốc gia mà đưa ra cái tư duy là thanh toán bệnh lao thì cũng có rất nhiều những cái mà chúng ta nghi ngờ là liệu có khả năng thanh toán được hay không. Thế nhưng nếu mà chúng ta mà không đổi mới tư duy, chúng ta không nghĩ đến thì chúng ta không bao giờ chúng ta thực hiện được. Thì chúng ta phải nghĩ đến thanh toán thì chúng ta phải mới có thể đưa ra những cái hành động để chúng ta thanh toán được. Nếu chúng ta chỉ nghĩ đến khống chế thì chúng ta chỉ có cái đưa ra những cái hành động để chúng ta khống chế thôi. Thế nên chúng ta phải đổi mới tư duy, chúng ta phải nghĩ đến thanh toán thì chúng ta mới có thể thanh toán được. Đấy. Thứ hai nữa là chúng ta đổi mới về cái tiếp cận chẩn đoán bệnh lao, cái công tác chống lao. Chúng ta phải đưa cái công tác chống lao là một cái công việc của toàn xã hội, đặc biệt là cái vai trò của hệ thống chính trị vào cuộc để đảm bảo cái nguồn lực cho cái công tác phòng chống lao. Thì như các anh chị đã biết thì những cái năm trước đây ấy, thì công tác chống lao có thể nói là rất âm thầm. Thế nhưng mà những năm gần đây thì có thể nói là cái hệ thống chính trị đã tham gia vào cái công cuộc chống lao rất nhiều, mà chúng ta thể hiện là chúng ta đã đưa ra được cái chiến lược quốc gia phòng chống lao, cũng như là nhiều những cái chính trị gia thì đã tham gia vào cái công tác chống lao của chúng ta. Đấy, chúng ta đã tổ chức được những cái hội nghị mà có thể nói là có những chính trị gia có thể tham gia vào cái hoạt động chống lao. Đây là một những cái đổi mới là chúng tôi thấy rằng là rất 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 nhiều so với lại trước đây, là mấy công tác chống lao của chúng ta rất âm thầm mà gần như là coi như là không có ai biết. Thế nhưng mà hiện nay thì có thể nói là công tác chống lao đã được toàn xã hội quan tâm, và đặc biệt là những cái chính trị gia đã tham gia vào cái công tác chống lao này. Xin tiếp ạ. Một trong những cái mà quan trọng để mà chúng ta có thể thanh toán được bệnh lao đó là chúng ta phải tiếp cận với công nghệ mới, đặc biệt là cái kỹ thuật chẩn đoán mới, thuốc mới và vaccine mới. Hiện nay thì các anh chị đã biết thì về các kỹ thuật mới thì chúng ta đã làm được những cái gì? Tiếp pha tiếp. Thì hiện nay các anh chị có thể nói là chúng ta có một cái kỹ thuật rất mới, đó là kỹ thuật sinh học phân tử để phát hiện sớm bệnh lao, đó là cái GeneXpert. Thì có thể nói là chỉ trong vòng 2 giờ là chúng ta có thể chẩn đoán được là có bị bệnh lao hay không, và có lao kháng thuốc hay không, lao kháng rifampicin hay không. Và cái xét nghiệm này thì có thể nói là nó có cái độ nhạy và độ đặc hiệu rất cao, đặc biệt là cái độ đặc hiệu là có thể trên 90%. Tiếp theo nữa.
Hiện nay thì cũng có rất nhiều những cái kỹ thuật khác nữa, ví dụ như là những kỹ thuật he test để mà chẩn đoán cái lao kháng thuốc. Xin tiếp đi ạ. Hoặc là chúng ta có những cái nuôi cấy. Trước đây thì chúng ta nuôi cấy đặt rất lâu, nhưng mà hiện nay chúng ta có những cái nuôi cấy lỏng và cái thời gian cho kết quả cũng rất là ngắn, trong khoảng 2 tuần. Và cái chúng ta cứ sử dụng những cái kính hiển vi hình quang để LED thì cái tăng cái độ độ nhạy lên, chẩn đoán lên cũng cao hơn so với trước đây. Và chúng ta cũng đang áp dụng những cái thuốc chống lao mới mà Tổ chức Y tế Thế giới đang đưa vào. Đấy, thì chúng ta có những phác đồ, chúng ta có đặc biệt là lao kháng thuốc, chúng ta có những thuốc mới để chỉ điều trị lao kháng thuốc, ví dụ như là bendamustine hoặc là ứng dụng cái nhóm quinolone để chúng ta vào cái điều trị lao kháng thuốc, hoặc là trong cái điều trị dự phòng chúng ta cũng có cái đưa cái rifampicin vào để điều trị dự phòng, nên là đã rút ngắn cái thời gian mà điều trị dự phòng xuống chỉ còn 12 liều và trong vòng 12 tuần, tức là một tuần chúng ta chỉ uống một liều để dự phòng thôi. Rất nhiều thuốc chống lao mới để đang được đã và đang được áp dụng. Xin tiếp theo ạ. Hiện nay thì trên thế giới thì cũng đã đang thử nghiệm 18 cái loại vaccine mới. Thì hiện nay chúng ta mới chỉ có cái vaccine BCG thôi. Thì vaccine BCG thì nó có hiệu quả phòng chống lao cũng nó chỉ có tác dụng là đối với những cái phòng những cái thể lao nặng. Thế nhưng mà cái khi tiêm BCG thì cái mức độ phản ứng ngoài cái sinh kháng thể thì cái miễn dịch thì cái dị ứng của nó cũng cũng tương đối cao. Thế nên là hiện nay người ta cũng đang nghiên cứu và sản xuất ra các cái vaccine mới mà cái khả năng để tăng kháng thể nó cao và cái khả năng cái phản ứng dị ứng của nó sẽ thấp ở mức thấp nhất. Xin tiếp theo. Và một trong những cái tiếp cận để đổi mới trong cái công tác phòng chống lao để tiến tới thanh toán bệnh lao ở Việt Nam, đó là cái chúng ta có những cái tiếp cận mới, đặc biệt là cái tiếp cận về thực hành xử trí tốt bệnh hô hấp là PAN, tức là thực hành xử trí tốt bệnh hô hấp để chúng ta chẩn đoán bệnh lao nó ít sai lầm hơn, thì chúng ta phải tiếp cận với cái PAN, tức là chúng ta thực hành xử trí tốt các bệnh hô hấp và từ đó chúng ta chẩn đoán bệnh lao nó ít sai lầm hơn. Đặc biệt là chúng ta phải có một cái sự phối hợp y tế công công, y tế công tư. Thì như các anh chị đã biết thì những cái bệnh hô hấp và đặc biệt là bệnh lao thì nó nằm lẫn trong những cái bệnh hô hấp, và cái tiếp cận đầu tiên đó là với cái hệ thống y tế đa khoa cũng như là hệ thống y tế tư. Thế thì làm sao chúng ta phải phối hợp tốt giữa cái y tế công tư với cái chương trình chống lao thì chúng ta mới có khả năng chúng ta phát hiện, chúng ta tăng cái số lượng bệnh nhân chúng ta phát hiện lên được. Hiện nay chúng ta mới chỉ phát hiện được 57% thôi so với ước tính thôi. Thì như vậy là nó sẽ nằm ở trong cái lượng bệnh nhân lao có thể nó đã được điều trị hoặc là không được điều trị, nó nằm ở cái hệ thống y tế công tư hoặc là nó nằm ngoài cộng đồng. Thế như em là chúng ta phải làm tốt cái công tác phối hợp y tế công tư, đặc biệt là tăng cường cái phát hiện chủ động trong cái nhóm nguy cơ cao. Và chúng ta hiện nay thì chúng ta như chúng tôi đã nói là chúng ta sử dụng cái chiến lược HAIX là X quang và X-pert để chúng ta phát hiện chủ động ở ngoài cộng đồng cũng như là trong các cơ sở y tế. Và chúng ta cố gắng là đối với những lao thì ta phân cấp chuẩn đoán xuống tuyến huyện, đặc biệt là đối với lao trẻ em. Tiếp theo. Thì các anh chị đã biết thì thế giới thì có một cái chiến lược chấm dứt bệnh lao trong cộng đồng cho đến năm 2035 là tiến tới một thế giới không có bệnh lao. Tiếp tiếp và cái chiến lược phòng chống lao của Tổ chức Y tế Thế giới thì cũng là đưa ra hai cái mục tiêu về phía trước, đưa ra hai cái mục tiêu, xin lại phía trước. Cái chiến lược kết thúc bệnh lao của Tổ chức Y tế Thế giới thì có hai mục tiêu, một là giảm 95% tử vong so với năm 2015, và cái chỉ tiêu thứ hai là giảm số cái tỷ lệ hiện mắc ấy, cái tỷ lệ mới mắc ấy, dưới 10 trên 100.000 dân. Đấy là cái chiến lược kết thúc bệnh lao của Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là toàn cầu, người ta đưa ra hai cái mục tiêu như vậy. Tiếp theo. Tiếp. Còn đối với Việt Nam thì sao?
thì chúng ta có một cái chiến lược quốc gia phòng chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, và chúng ta đã được phê duyệt cái chiến lược chống lao này vào ngày 17 tháng 3 năm 2014. Tiếp theo thì đây là một cái quang cảnh cái hội nghị tổng kết chương trình chống lao quốc gia năm 2014, và trong đó thì chúng ta đã đưa ra một cái chiến lược quốc gia phòng chống lao. Lần đầu tiên chúng ta đưa ra một cái chiến lược quốc gia phòng chống lao và có sự tham gia của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Đây là một cái hội nghị cũng rất lớn trong phạm vi toàn quốc. Xin tiếp theo. Và cái mục tiêu của chúng ta là gì ạ? Đối với cái chiến lược của chúng ta thì chúng ta tầm nhìn đến năm 2030 là chúng ta giảm cái tỷ lệ cái mới mắc lao xuống dưới 20 trên 100.000 dân, và chúng ta hướng tới một Việt Nam không còn bệnh lao. Tức là chúng ta chỉ có cái mục tiêu của chúng ta là cái số mới mắc là chúng ta giảm xuống dưới 20 trên 100.000 dân. Xin tiếp theo đó. Thế thì để làm được cái việc đó thì cái vai trò của cái đột phá về khoa học công nghệ là đóng một vai trò rất quan trọng, đặc biệt là cái chiến lược HIX, chúng ta sử dụng X-quang và X-PERT để chúng ta sàng lọc, chúng ta chẩn đoán bệnh lao. Thế thì cái chiến lược HIX sử dụng X-quang và X-PERT thì chúng ta tiến hành như thế nào? Đối với năm 2016 thì chúng ta chỉ sử dụng X-PERT cho những cái trường hợp mà nghi ngờ lao kháng thuốc thôi, tức là có cái 8 cái nhóm đối tượng lao kháng thuốc thì chúng ta mới làm X-PERT, và chúng ta chỉ làm cái xét nghiệm gene X-PERT trong một số cái trường hợp mà lao phổi AFB dương tính ở một số tỉnh, hoặc là cái trường hợp mà nghi ngờ lao trẻ em, hoặc là HIV dương tính, hoặc là những cái lao ngoài phổi nghiêm trọng thì chúng ta chỉ làm ở trong một số nhóm đối tượng. Thế nhưng 2017 thì chúng ta làm như năm 2016, nhưng mà chúng ta làm thêm tất cả những cái đối tượng mà bệnh nhân mà có AB dương tính là chúng ta chỉ định làm X-PERT để chúng ta chẩn đoán. Và năm 2018 thì chúng ta làm ngoài cái nhóm đối tượng như những năm 2016, 2017 thì chúng ta như AB dương tính thì chúng ta làm tất cả những cái nhóm đối tượng mà AB âm tính trước khi được điều trị lao thì chúng ta đều làm sàng lọc, làm xét nghiệm là gene X-PERT để xem là có kháng thuốc hay không. Và năm 2019 cho đến năm 2022 thì chúng ta dự định là chúng ta sẽ làm tất cả những người nghi lao mà khi mà chụp X quang mà có cái biểu hiện bất thường mà nghi lao thì chúng ta sẽ tiến hành chụp chúng ta làm xét nghiệm gene X-PERT để chúng ta tiến hành chúng ta khẳng định chẩn đoán cũng như là chẩn đoán lao kháng thuốc. Đấy, tất cả những trời mà chụp X quang có cái dấu hiệu nghi lao. Và năm hai đến tiến tới năm 2023 là chúng ta sẽ làm gene X-PERT ở tất cả những cái đối tượng mà nghi lao, kể cả có bất thường trên X quang hay không thì chúng ta làm tất cả đối với những trường hợp nghi lao trên lâm sàng. Thế thì như vậy là chiến lược về cái chiến lược X-PERT gồm có X-quang với X-PERT thì có vai trò rất quan trọng trong cái sàng lọc, để sàng lọc và chẩn đoán về bệnh lao. Thì như vậy X-quang thì sẽ có nhiệm vụ là sàng lọc những cái đối tượng mà có cái bất thường trên X-quang thì chúng ta sẽ tiến hành làm X-PERT để chúng ta khẳng định bệnh lao. Và cái này thì đang được chương trình chống lao áp dụng rất hiệu quả, và chúng ta đang đi làm cái này ở trong cộng đồng. Tất cả những cái ở trong cộng đồng là chúng ta đã sử dụng những cái máy X-quang kỹ thuật số lưu động trên những cái xe, và chúng ta tiến hành và chúng ta sàng lọc ở ngoài cộng đồng cho những cái đối tượng nguy cơ cũng như là những cái đối tượng mà có cái triệu chứng nghi ngờ lao, hoặc là những đối tượng nguy cơ, đặc biệt là những cái đối tượng tiếp xúc với nguồn lây, là chúng ta đang làm ở trên phạm vi rất rộng, trên phạm vi toàn quốc. Thế thì cái và chúng ta áp dụng những cái đang cũng đang tiếp dụng áp dụng những cái công thức mới và những cái vaccine mới. Thì, công thức mới thì có thể nói là trước đây chúng ta điều trị lao thì có thể là 12 tháng, xong 8 tháng, 6 tháng, và sắp tới thì chúng ta có những công thức điều trị lao có thể rút ngắn xuống còn 4 tháng. Thì, trong tương lai là chúng ta sẽ rút ngắn thời gian điều trị xuống. Và tương lai chúng ta sẽ có những cái vaccine phòng chống lao mới mà nó ít cái khả năng gây dị ứng hơn. Thế và chúng ta sử dụng những cái tiếp cận mới
ví dụ như là chúng ta tiếp cận để chúng ta điều trị cái lao tiềm ẩn, để chỉ chúng ngăn chặn cái nguy cơ từ nhiễm lao sang bệnh lao, hoặc là chúng ta sử dụng cái chiến lược PAM, hay là còn gọi là PAM. Đấy, PAM thì gồm là thêm những cái bệnh mà không nhiễm trùng nữa, ví dụ là cao huyết áp hoặc đái tháo đường. Đấy, hoặc là chúng ta sử dụng cái áp cái sự phối hợp y tế công tư để trong cái việc mà để tăng cường cái phát hiện, chẩn đoán và điều trị lao. Và trong cái hệ thống ghi chép báo cáo thì chúng ta sử dụng cái hệ thống ghi chép báo cáo điện tử và sử dụng trên internet, và chúng ta cũng đang ứng dụng cái những cái trí tuệ nhân tạo trong việc chẩn đoán bệnh lao, ví dụ như là X-quang kỹ thuật số hoặc là những cái phần mềm đọc phim X-quang, mà coi như là chúng ta có thể sử dụng cái phần mềm để có thể tự động đọc phim X-quang. Thì có thể nói là nhìn vào đây thì các anh chị đã thấy được là cái vai trò của chiến lược 2X, đặc biệt là sử dụng X-quang cũng như là chẩn đoán hình ảnh trong cái vấn đề chẩn đoán bệnh lao, cũng như là trong cái vấn đề trong cái chiến lược chống lao, đặc biệt là chiến lược thanh toán bệnh lao tại Việt Nam, nó có một cái vai trò rất quan trọng. Và hôm nay và trong cái thời gian 2 ngày, chúng ta sẽ có một cái tập huấn để nâng cao năng lực chẩn đoán hình ảnh, đặc biệt là X-quang trong cái chẩn đoán bệnh lao. Thì sang những cái phần tiếp theo thì có thể chúng ta sẽ trình bày những cái phần để nói lên cái vai trò của X-quang cũng như là chẩn đoán hình ảnh trong cái chẩn đoán bệnh lao, đặc biệt là lao mà không có bằng chứng vi khuẩn học, thì vai trò của X-quang cũng như là chẩn đoán hình ảnh có một vai trò hết sức quan trọng trong cái chẩn đoán bệnh lao. Phần trình bày của tôi thì có thể nói là rất ngắn gọn thôi, để chúng ta hiểu được cái vai trò của X-quang cũng như chẩn đoán hình ảnh trong cái chiến lược quốc gia phòng chống lao. Xin trân trọng cảm ơn sự